Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2007. Như thường lệ là 8:30 sáng chủ nhật tại giảng đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 268 và chúng ta sinh hoạt tại cái giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh này lần thứ 7, được 7 lần rồi. Sở dĩ mà tôi nói cái lần thứ 7, lần thứ 6, lần thứ 5 để tôi nhắc nhở rằng là tôi giải được ở 2 lần tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Từ 2 lần trở lên là coi như là quá dư lời, dư ngốt, chết sống ngày nào cũng không có ân hận và tiếng nuối gì nữa hết. Và gần đây tôi có bị một cái sự đe dọa và khủng bố sơ sơ nội bộ nhỏ thôi, nhưng mà điều đó không có nào đúng gì tôi chứng đạo, bởi vì lời rồi lần thứ hai sinh hoạt ở đây được là tôi đã đủ phúc, lần thứ ba trở lên là tôi được coi như là bằng lòng thỏa mãn rồi. Cho nên bất cứ một lý do nào đem đến tôi đều không có suy chuyển gì trong một mình hết. Thì tôi có bị khủng bố, nhưng mà điều đó tôi không muốn nói cho đại chúng nghe nhiều, để rồi sau này nó sẽ trả lời bằng cái hành động của người nói và người khủng bố và người bị khủng bố, đâu nó sẽ ra đó. Thì bữa nay là ta học đây là sinh hoạt lần thứ 7. Cái bài học này tôi cũng có lắng nghe, là có một số Phật tử gần và cũng có một số Phật tử xa. Tôi lắng nghe là có một số Phật tử ở xa, có lẽ là những vị đó chưa nghe lâu, cho nên là tôi nghe nói rằng là từ khi mà tôi nhấn mạnh về cái điểm mà quán ngũ ấm vô ngã, từ vô ngã rồi đi tới vô thường, khổ và bất tịnh, thì cái vấn đề mà quán chiếu ngũ âm vô ngã đó là có Phật tử nó khó nghe và có người nói gần như không biết gì. Thì tôi xin là toàn thể chư Phật tử nên đi học cái đó, để tự Phật là phải học cái đó thực sự rất thuộc, chứ nghe cái đó mà không biết gì đó, là có thể nói là mình không phải Phật tử. Dầu là quý vị rồi, dầu là mình đi chùa rất nhiều mấy chục năm rồi, mà mình chưa phải là Phật tử chính thống của Phật. Đó là tôi thành thật tôi nói như thế, để các Phật tử nỗ lực lên phải học về ngũ ẩm. Tôi nhắc lại cái này để cho Phật tử hiện tiền cũng như Phật tử ở xa để ý mà học. Học Phật là học để ứng dụng mà hành, nó mới có an lạc, mới có giải thoát. Chứ còn nghe để mà nghe thì không có lợi lạc, thì chỉ cần thân thôi. Để ý về cái chữ này, chữ ngũ ấm và ngũ uẩn. Ngũ ấm là gì? Ngũ uẩn là gì? Ngũ ấm cũng là 1, 2, 3, 4, 5. Ngũ ấm rồi có món thứ nhất, món thứ hai, món thứ ba, món thứ tư, món thứ năm, gọi là ngũ ấm. Ngũ uẩn là gì? Cũng rồi có 1, 2, 3, 4, 5. Năm đó là năm cái gì? Ngũ ấm cũng là sắc, thọ,
được kỹ một chút, kỹ càng nhiều là càng thấy rõ càng biết. Ngũ ấm cũng sát thở tưởng hành thức tại thôi, nó gọi là ngũ ấm. Năm môn nó gọi là năm ấm. Rồi cũng vẫn là gì? Cũng vẫn là cũng là sát thở tưởng hành thức tại thôi, năm môn này lại gọi là ngũ. Để ý học cái đó. Đúng đều chỉ là cái thân con người này thôi. Ngũ ấm là ngũ ấm cũng chỉ là cái thân của một con người của chúng ta mà thôi. Nam cũng vậy. Nữ cũng cố là một cái này. Nhưng mà khi mà sử dụng cái từ ngũ ấm vô ngã là nói cái thân này là cái thân của những người phàm phu, còn bị cái vô minh nó bao trùm nó che lấp, nó làm cho cái thân con người này thoát thấy mà không thấy chân lý, tai vẫn nghe tốt mà không nghe chân lý được, mũi ngửi mùi mà cái mùi của chân lý không ngửi được, lưỡi nếm vị vị ngon trên thế gian này có thể nếm được mà cái vị của chân lý, cái vị của giải thoát giác ngộ không thể sợ. Thân xúc cho tất cả, nó là cần ba thứ nhắm mà xúc như chân lý, xúc như cái đối tượng giải thoát giác ngộ mà không xúc được, và biết cái ốc rồi, ý thức của mình mắt tai mũi lưỡi thân ý thức của mình biết nhiều gì đó. Thậm chí biết cả những cái phủ trọn danh văn xung quanh cực kỳ mà người khác khó biết, vậy mà ai đó cũng có thể biết những cái cực kỳ thông hiểm đồng địa, nhưng mà đối với chân lý là không nhận biết. Thế thì cái thân mà còn cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà bị vô minh nó che lấp không nhận biết được chân lý đó, thì thân đó là gọi là thân ngũ ấm. Bởi vì cái ống này có nghĩa là bị vô minh che phủ bên ngoài, giống như một cây gỗ, một cây gậy, một cái bàn, cái tủ. Mình thấy cái bàn, cái tủ nó màu mè bên ngoài vậy chứ mình không thấy thật sự được cái thịt, cái khớp của cây thật không, mà mình thấy cái đó là cái sơn bề ngoài. Tùy theo cái màu sơn của ai đó, nó thích vào gì mà sơn mà thấy. Cho nên mình thấy cái bàn gỗ, cái gậy nó cái cây gỗ, mà cây gỗ đó là bằng mây hay là bằng cẩm lai hoặc cái tắc không biết được. Nhìn cái tâm sơn bê mu bây giờ gọi là bê u, thì nó bây giờ nó là tâm sơn, nó có thành cái gì cũng được, là tại vì cái tâm sơn bên ngoài. Tại vì cái thân của mình đấy bị vô minh nó che lấp ở bên ngoài, làm cho mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người, làm cho cái thấy nghe ngửi cái đến cái xúc giác của con người không thấy được sự thật, không thấy được chân lý, không thấy được lẽ thật. Thì cái thân đó là ngũ ấm. Còn cái chú uẩn là để chỉ cho cái thân là của một a la hán trở lên. Từ cái thân ngũ ấm này mà nghe cái pháp, học cái pháp, hành cái pháp, sống được cái pháp, gột rửa được những cái vô minh nó che lấp ở bên ngoài, gột rửa hết, gạn là rũ sạch được từng hình, có thể coi như là cái gỗ mà nó bày hiện bày cái gỗ thật của nó này, cái lớp sơn bên ngoài được cạo, được chùi, được đánh với nhám hết rồi, còn hiện bày cái gỗ thật. Người ta nhìn cho biết cổ đó là cái ba to nó cái gậy là bằng mây hay là bằng cái tấc hay bằng nhóm lai hay là bằng cây thao lao cái đồ vậy. Bây giờ là chúng ta hiện bài cái gì nó rõ, cái thấy chứ không bị che phủ bởi một cái lớp sơn,
màu phóng nhãn nào nữa. Và cái thân của niệm Phật mà chính đạo quả mà nó trở lên á, thì cũng đúng cái thân mắt tai mũi lưỡi thân ý yên như vậy, mà chỉ còn nói ra cái sự tích tụ do mắt tai mũi lưỡi thân ý dục căn nó mới tích tụ lại thành một cái thân, nó hiểu tàn ra cái thân. Mà cái thân có thể nói bên mình là cái thân đó không phải là cái thân có hội đồng. Chừng đó khi mà đó chừng được tiến hoặc chừng hoặc rồi đó, thì cái thân đó mỗi ngày vẫn đi rất là vẫn sống, vẫn sinh hoạt. Mà cái thân đó không phải là cái thân có tội lỗi, và cũng không phải là cái thân đó có đau khổ. Trong khi đó cái thân của mình á còn là mũ ấm đó mà, bị vô minh thì não nó che đậy đó mà, thì không có người nào là không bị đau khổ. Cái thân của chúng ta mà còn ở trong tam giới, còn bị dục giới, sắc giới, vô sắc, cái này gọi là tam giới, còn bị dục, sắc, vô sắc, nó bao phủ đó, mình chưa ra khỏi ba cái cõi này. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì còn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mình còn chưa ra khỏi cõi dục, cõi vô sắc, cõi vô sắc, thì mà cái tập quán này luôn luôn là bị hoàn thành, bị đau khổ. Tôi nói ví dụ, hồi nãy tôi nói tôi không muốn nói, nhưng mà tôi nói đối với tôi là nhìn đâu cũng là thật thấp, cho nên là tôi nói đâu nó dính nha, nhìn đâu cũng có thật thấp. Mấy cô biết tôi muốn nói gì? Tôi muốn nói nhỏ nhỏ, chi tiết là tôi không muốn nói. Tôi chết từ tuổi rồi, mà tôi dẫn mấy cô nghe vậy. Mà cái anh công an này vừa nhảy nói tôi là cái ông già lắm chồng. Ông già lắm chồng. Nói đây mà. Tại sao mà tôi được phát triển như vậy? Tại vì anh tưởng tôi cũng mê cái trường văn học này lắm. Anh tưởng tôi mê cái sắc giới này lắm. Cái thế giới vật chất này tôi mê lắm. Anh nhận hối lộ của ai đó thì cũng chưa biết, nhưng mà anh nói toàn cái lời của cái người mà đưa tiền hối lộ ra chứ không phải là. Còn cái trạng thái khổ của tôi đó là do tôi còn ở trong sắc giới, tôi còn có ý tưởng tôi là bảo vệ cái trường này, ý nói tôi là ông tổ đầu lại đây, ông quần hành, ông muốn làm cho ông làm. Tôi nói, ủa, mô Phật, tôi đâu có muốn làm gì làm đâu. Tôi làm cái gì cũng có nhà nước mà. Là sao tôi chịu ra nhà nước được? Cơ quan chủ quản tôi vào ban tôi cho thành phố Hồ Chí Minh. Được, mà họ cho là thành phố, đất quyền là phố Hồ Chí Minh cho. Và bỏ cả đất quyền, đủ chức này. Chứ tôi đâu có làm gì đâu. Làm nghe chứ sao đất làm nghe được. Anh nói tôi là ông tưởng tôi mình đâu muốn làm mà được phát hành, ông muốn làm được là được phát hành. Tôi nói tôi nào có nói vậy, tôi nói trong tổ chức mà họ kéo lên tàu thì chỗ nghĩa xã hội làm sao tôi làm được mình tôi được. Tôi bị một cái sự khủng bố, sự phá hoại là tại vì thân này là còn ở trong vòng ngũ cũ, ngũ ấp, tôi còn ở trong cái vòng cõi dục, cõi sắc, cõi vô, cõi dục sắc tôi chưa hoàn được. Đến một vùng không còn muốn làm cho thành hồ vật chất cái đường,
thì tôi dục ra quả dục, tôi không có bị cái sự thông nghe gọi này, không có biết gì hết. Mà tại tôi còn muốn làm cho Phật giáo bị đập. Nói chung là cho xã hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nói đi, một cái trường để cho tâm đi. Hiện đã học, đang học và sẽ học. Cho nên tôi nỗ lực tôi làm trường Phật tử trong nước mình nó ủng hộ làm trường này là hơn 9 tỷ bạc. Thế thì về người ta đổ cho tôi là đam mê bị khỏi dục. Tôi mong muốn, tôi thèm thuồng, tôi ham hố, tôi chiếm hữu là của riêng. Người ta tưởng vậy, mà sự thật trong lòng tôi dục không có tưởng vậy, mà người ta tưởng vậy, tôi cũng đủ chết trong tay của người ta. Tôi không có vậy mà người ta tưởng vậy là tôi cũng đủ chết trong tay của người ta. Tại sao vậy? Tại vì còn ở trong ngoài. Có gì? Mình hiểu lầm, mình để cho người ta hiểu lầm. Thì mình đủ chất là cái để tới khi mà thật sự mình buồn. Giờ mình để cho người ta hiểu lầm, mình là người còn đam mê bất sắc. Đam mê cái đường này. Anh chàng bằng tôi biết, trường lên trường, trường có năm chùa. Ông không được gặp năm chùa. Trời ơi, bằng tôi không có lấy chùa chứ. Mà tại vì cái công đất này là công đất của thiên minh. Chùa thiên minh, thành hỗn giao cho tôi thì tôi là cái chùa. Nhà trường là một sứ. Anh ấy chùa là chùa, trường là trường đấy chứ. Ông qua cũng làm cho là. Lúc đó ông này cũng không làm gì đâu. Đau khổ chứ không? Là nên phải bị ảnh hưởng lắm. Anh tưởng tôi là 50 cái. Cái chùa này, cái đất này. Mà kỳ thật là mình không tham mê chùa này, đất này. Mà là cho người ta hiểu lầm là mình đủ chất. Thấy chưa? Mình đủ chất trong tay người ta. Đấy. Rồi, Phật tôi chưa thấy cái bài này nó hay lắm nha. Nhớ mà học nha. Rồi á. Anh nói tôi. Ai sẽ ghét đồ lắm. Thank you.
đây, anh giúp đỡ, anh tha dụ cho em, còn cháu thì là khó khăn. Người ta quý anh hơn anh, hơn cha, hơn mẹ, nó tôn trọng cái tình của anh. Còn những cái người mà cỡ cúc là tất cả là những người đồng đội tốt đó, họ phải ghét anh mới được. Chứ nếu mà cái người đó mà thương anh thì anh làm sao anh là người an ninh của công an của chính phủ cộng hòa nào cũng không tự nhiên nào được. Yeah.
học trò tôi họ thấy cái cười đó, họ thấy là sợ quá, họ lây, họ quay ra bu lại, bốn trăm người cái rồi anh bỏ đi. Còn một anh mà tùy cùng với anh thì tôi đưa tay ra tôi nắm cái này, cái anh nó thấy cũng dễ thương, anh cũng nắm tay tôi, rồi cũng nhặt nhặt nhẹ cái giống như là tay thương vậy á. Chỗ này mà bất gọi về
Đó là đừng có ngưỡng hiểu nhé. Ngũ ân vô ngã nghĩa là người đệ tử Phật phải quá cái thân của mình nha. Cái thân mà còn bị vô bên trái đất này nè, hằng ngày còn ăn mặc ở sinh hoạt bình thường này nè, mà cũng kéo lòng hiền não vô minh, nó che lấp nó làm cho mình vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, nó làm cho mình tham sân si mãn nghi phẫn hận vô não và sen đầy nhảy như cái cổ sở đó. Ai biết quyền cho tất cả các bạn hành bây giờ phải làm sao? Thật sự là phải tư duy quán chiếu cái thân này, nó vô ngã nghĩa là tuy nguyên cái nguồn gốc nó là cái gì, ở đâu để Phật tử cái này tuy nguyên hoài, về vật chất cách, về vật sắc tuy nguyên hoài, đi mãi tư duy mãi tìm không ra cái gì để thành ra cái phần vật chất. Cũng như cái con này dùng tư duy quá khiếu thì mình phải truy nguyên mãi tìm ra cái con này là cái gì để làm ra cái con này, đố ai tìm ra cái gốc của nó. Con thấy con đó lá là cái giá bằng cậu kẻ ư, sao là cái bông nữa, và cái đất này lên đất này là cái gì, đây là giải, đây là cái gốc mà là của cái mẹ nó phải chi như đó. Cái mình nói này không ai nói được cái gì là cái này, mà cái này có nghĩa là Phật gọi là nhân duyên trùng trùng vô phận, nói vốn không là cái gì hết. Vậy mà trùng trùng nhân duyên vô phận, cái Phật là Phật hoa này để cho người ta bán, người ta chơi tiếng, người ta chơi, mà qua đặt tiền thì để cho nhà quý tộc chơi, qua cái giá tiền thì để cho người bình dân chơi, mà từ cái đặt tiền tới giá tiền cũng đều là nhân duyên trùng trùng vô tận, chứ không là cái gì hết. Đây là nói của mình qua thế giới mình qua là con người bản thân con người mình cũng vậy, có chứ không phải là không, nhưng mà tìm kiếm nguyên cái gì làm ra cái sắc thân này không là tìm được. Nó không có là cái gì hết. Nó có thể là mặt trời, nó có thể là mặt trăng, nó có thể là sao, nó có thể là mùa sương, nó có thể là không khí, nó có thể là đất, là nước, là gió, là lửa, là tất cả các cái chất mà khoa học ngày nay tìm ra chưa đủ, tìm ra rất nhiều chất, nhiều khí mà cũng chưa phải tìm đủ được. Vô số cái đó nó chất hợp thành cái thân này, cho nên cái thân này thấy có, mà tôi duy quá thiếu bằng tâm lý thì cái có này là gọi là cái có như phận, như quyền, như vào, như ảnh, như lỗ, như biển, như cảnh trung nguyện, như là ảnh trung tưởng, như là cảnh hoàn thành, như là trung diệm, mười cái ví dụ đó các vị Phật tử phải học. Mười cái ví dụ đó, mười cái thấy có mà không bao giờ tìm ra nguyên liệu của nó là cái gì, mà ai cũng thấy có mà tìm ra nguyên liệu của nó, nguồn gốc của nó là cái gì ở đâu, không bao giờ có. Thế thì cái thanh quán vô ngã cũng y như vậy. Học như thế để gọi là quán chiếu ngũ ấm vô ngã, thân đó là thân ngũ ấm, còn cái ngũ uẩn cũng thân này, mà không có cái nguyên suy cho cùng, nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi, nó không phải là nguyên nhân của đau khổ, mà đau khổ là tại vô minh che lấp, tại vì mình chưa tu hành, chưa ra khỏi khỏi dục, chưa ra khỏi khỏi sắc, chưa ra khỏi cái phạm trù vô sắc của tâm tư này. Cái cõi này là cái cõi của phạm trù, nó không có hình sắc, nó không có không gian, nó không có thời gian là cụ thể như bên ngoài, mà nó là cái dục vọng ở trong tâm, cái sắc này là cái đam mê vật chất ở của tâm, của vô sắc này cũng vậy, mình chưa ra khỏi ta khỏi đó, là mình còn phải bị ra khổ thôi.
nguyên nhân là họ làm không ra quả tam giới. Cái pháp quan họ là tam giới vô an du như hòa lạc. Ai mà chưa tu tập, chưa ra quả tam giới thì không bao giờ qua an lạc được. Mà có, tôi còn muốn dạy mà tôi làm cái đường này, lúc đó phá được khổ. Làm sao tôi khỏi khổ được? Làm sao tôi không bị khủng bố được khi người ta bỏ tiền ra người ta mua? Nhưng mà nói là nói vậy thôi, có thể chứng minh cụ thể nè. Tôi muốn hết sợ, theo ý cho mình là Phật rồi đó. Nếu mà tôi muốn hết sợ thì tôi muốn đó, tôi làm sao? Theo ý cho mình thử một người nào nói, tôi phải làm gì để tôi hết sợ? Không thể chết là cũng được, không có phát giả cũng được. Nhưng mà điều đó theo sách vở đây đó, thì mình phải lấy ra, lấy dục chết. Tức là mình phải làm sao cho cái thân tâm mình ra khỏi cái sự ham muốn. Như vậy có nghĩa là mình phải lấy sự buông bỏ. Mà buông bỏ ở kia là không ai còn cái gì để cạnh tranh với mình. Đó, rất dễ dàng. Mình phải lấy quan qua tân nguyên cũng không phải là cái chỗ đó là tốt nhất. Tân nguyên là cũng tân nguyên chẳng qua là cái chỗ như mà thao hối thăng thao hối của cái là hối thích thao danh của tốt cái là nguyên hiến kế như thế. Thế mà nếu mà về đó mà còn mua đất mua đường rồi còn âm mưu rồi kia khác rồi kia nữa thì nó còn về thì thôi, rồi nó cũng là vậy thôi. Đó, cho nên cái cấp đó là một là ly, một là đấy. Đó là cái cấp này. Cho nên cái bậc A-la-hán trở lên cái ngày ta, cho nên quán thân bất tịnh, người ta không kể gì thân thân. Quán thọ thị, cổ quán cái thọ cả cái đất cái chùa Đức Minh nè. Đó, thành hữu chơi giáo quán. Giao tôi gặp mấy tờ giao tôi ngu xin tôi thở. Ô, nó ngu xin tôi thở, tôi bị ra cái bị ra cho ta. Thành thể tôi nhớ. Chứ tôi đừng thở, cái anh đó làm gì sao được, có khả năng thành thể tôi được. Phải không? Thở thì thở thế chưa? Thấy vô cùng. Thì nói như vậy thì mình sẽ được có lo. Các cái anh lãnh đạo an ninh công an thành phố này nó cũng an ủi tôi. Ta nói tôi thì thôi thì đừng có sợ hãi gì nữa, không sao đâu. Tôi nói thiệt mình ra đối cái tuổi này thì có sao thì nó đủ không? Hết à? Không sao thì cả đó rồi, mà có sao thì nó cũng không sao. Bởi vì pháp có một tuổi rồi. Sai lầm. Họ một việc làm cho đạo đời Phật giáo Việt Nam. Họ một việc làm cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng như nào. Mà phải chịu một cái sự đe dọa. Nếu mà người khác đã hại rồi, nhưng mà sợ tôi thì nói ai không vậy thôi. Thế thì thật là rất sợ. Nói người ta ghét, nó ghét cũng không sợ. Giết chết cũng không sợ, cái nghề giết chết cho mau gọn, chết không? Yeah.
chỉ cần một chút nhanh được gọn là cảm ơn. Bây giờ đi vô bài nữa nè. Do nhận thức ngũ uẩn giai không mà nhận biết sáu căn, sáu tầng, sáu thức chẳng có gì. Cái này ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong kinh đó. Do nhận biết ngũ uẩn giai không, nãy giờ tôi nói rồi, mà nhận biết sáu căn, sáu tầng, sáu thức chẳng có gì. Bởi vì sáu căn này rồi sáu cảnh này, sáu thức căn cảnh ở giữa này là thức này. Thức là ví dụ là lời tượng trưng cho thấy nè, nhãn thức đó, nhãn căn đây là nhãn thức, đây là sắc cảnh, đây là thân, và đây là cảnh, sắc cảnh là ví dụ như đây là con mắt này, đây là con mắt này, đây là cảnh quan, con mắt bên đây, con mắt bên đây là căn, hoặc là con mắt bên đây ha. Rồi đây là cảnh hoa, đây là cảnh này. Ở dưới này có thức này, thức là sự nhận thức phân biệt đó, thức ở giữa này. Cảnh quan này là tương ứng cho sắc này, sắc thân thô vị xúc thắc sáu cái này, bên này là mắt này, tai là mũi là lưỡi là thân là ý là sáu căn. Ở đây sáu thức này là sự phân biệt của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái thấy, cái xúc, cái biết. Tai là cái đó gọi là Phật pháp giới. Cái này ai có đủ thức mới học Phật được. Sáu căn này nhãn căn, ý căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Ngay trên cái đầu này. Sáu cảnh là sắc, tức là vật chất bên ngoài, tâm hơi vị xúc thân, căn nhân cảnh sinh ra sự nhận thức phân biệt gọi là sáu thức. Và ta khi mà mình quán chiếu, mình biết được ngũ uẩn là không có gì, ngũ uẩn là không thật có, thì mình quán chiếu thêm một tầng nữa, mình thấy rằng sáu cả sáu căn, sáu cảnh và sáu thức cũng không có gì. Tức là 18 giới trên Bát Nhã Ba La Mật tâm kinh mà các vị học vô nhãn giới, nãi chí vô ý xuất giới. Cái câu đó là nó sáu căn không có gì, sáu cảnh không có gì, và sáu thức thật sự cũng không có gì. Câu đó cái vị tụng thuộc gần hết là vô nhãn giới, nãi chí vô ý xuất giới. Không có nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới, ý căn giới, nghĩa là ý sáu cái bóng gọi là sáu căn á, thật sự không có gì. Cái chữ nãy chí là nó có nghĩa là không có sắc cảnh, không có thân cảnh, không có hương cảnh, không có vị cảnh, không có xúc cảnh, không có pháp cảnh. Nghĩa là sáu cái đối tượng của sắc căn đó thật sự cũng không có gì.
nãy cái quỷ nó chết có nghĩa là không có nhãn thức, không gì, nhãn thức không có thật gì, nhĩ thức cũng không có thật, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng không có thật gì. Như vậy là 18 giới, lục căn, lục trần, lục thức đều không thật có. Mà cái câu đó, các vị phải thuộc là vô nhãn giới, nãy cái quỷ nó chết, nó gọn vậy đó. Lục căn, lục trần, lục thức không có gì. Khi mà nhận biết được cái thân vô bổn này là không có gì, là trống rỗng, thì lục căn là nó nằm ở trong cái thân này thì làm sao nó có thật được. Còn sáu cảnh sắc trên đơn vị xuất pháp là cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý, làm sao có thật được. Sự phân biệt của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết là của giữa căn và cảnh mà nó nảy sinh ra thì làm sao có thật được. Do vậy mà kinh nói vô nhãn giới nãy trí huệ thức giới, từ nhãn căn giới cho tới ý thức giới 18 giới đều không có gì, đều không có thật gì. Cho nên nếu mình thấy là khổ rồi mình cũng buông bỏ thôi. Ví dụ như tôi thấy trường này là nguyên nhân của đau khổ, tôi phải buông bỏ, bởi vì nó là cái đối tượng, cái biểu hiện của sắc căn sắc trần Việt Nam. Sáu sắc căn rồi nó có thể nó thành ra một cái thứ vật chất, mà thứ vật chất này thì nó là sắc giới ở trong tam giới, mà mình đam mê nó là mình sẽ chết đau khổ gì đó. Do vậy cho nên là khi mình thấy nguyên nhân đau khổ mà nó phát xuất từ sáu căn, từ sáu trần, từ sáu thức, thì mình phải buông bỏ nó đi. Buông bỏ nó tức là các vị bắt đầu tập tu sau thiền đó. Sau thiền là gì? Ly. Từ cái ly đó mà mình có cái nghĩ lại, mình gọi là ly sân nghĩ lại gì đó. Phải tập ly thôi, chứ đeo đây là chết. Đeo đây là chết trong cái tai của người ta. Người ta không tha mình đâu. Đeo là chết đấy. Mà có khi không đeo cũng còn chưa sống được nữa cơ. Mà nếu mà không đeo mà cũng còn chưa sống được đó thì cũng tu giữ. Chữ xả. Xả. Xả cả thân mạng cũng còn không biết. Đã từ này đi này hãy lại. Đại xả. Đã thì cái thân mạng này dù có chết đi nữa là chỉ là đọc là cái câu là ngũ uẩn phù hưng không khứ, không khứ lai. Người ta có lẽ biết được cái thân này chứ, tôi làm sao tôi biết được cái mà năm cái phần phần là sắc trong linh vị xuất pháp, nó là giống như phù hưng, nó giống như mây á, luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái bầu trời vũ trụ. Chẳng qua là nó tan ở đây, nó hợp ở kia, nó tan ở kia thì nó lại hợp chỗ nọ. Vậy thôi. Bây giờ mới học gì vậy mà sao nó mới hay vậy chứ. Cho nên cái chữ đó là khi mình nhận thức được ngũ uẩn là không có gì, ngũ uẩn đã trong rồi, thì mình thấy là sáu căn, sáu trần, sáu thức không có gì, phải tập đó. Thật tập đó. Tôi nghe có nhiều người nhẹ nhàng lắm, tôi cũng mừng. Có một người bên Úc mới về thích thị này nè, nghe kinh nhẹ nhàng lắm, mới tới thăm tôi đây nè. Thế về là sáu căn, sáu tầng, sáu thức là cái phụ tử coi như ta có thuộc hết chưa? Phải thuộc đó, cái phụ tử là không lâu nên là phải thuộc đó. Và các vị phải thừa lễ tư duy quán chiếu tam giới vô em
mình còn ở trong tâm tâm giới là mình chưa có nhẹ nhàng được đâu, chưa có an lạc được. Phải phấn đấu để vượt ra tâm giới. Mày muốn vượt ra tâm giới á, là cái chuyện phải vượt ra kiến hoặc và tư hoặc. Tôi nói cái đó không, mình tự nói là không hiểu gì hết, cái chỗ nó chết tôi rồi. Các quý là không hiểu gì đó, gì hết thì là cái đó coi như là tôi nói không có đem lại kết quả. Cái ông Phật tử là thiện tâm không có về tâm tôi nhé. Ông thuộc và ông ứng dụng, ông nhẹ nhàng lắm. Và có nhiều Phật tử mới đúng cũng trở lại về tâm tôi nói ứng dụng cái niệm Phật nhẹ nhàng lắm chứ không có tham khổ xa nhập trong cuộc sống. Ở bên Mỹ cũng gọi về đều là an lành lắm. Báo cáo với các vị là con mắt của tôi năm nay cái độ nó lại mờ hơn nữa. Cho nên là nếu mà tôi có liên để mà sanh thấy lạc cũng là đúng lúc, đúng thời. Và một sự là hơi hâm he mà hù dọa đó ha, cũng là một cái trợ duyên tốt. Trời ơi, tôi trong cho rút tôi muốn chết mà là không ai rút. Rồi anh nói nghe là tôi đề nghị rút ông á. Tôi đã rút trong 3 ngày thì cảm ơn người vừa mà rút liền cái khác thì cảm ơn muốn tôn tận. Tôi chấp tay tôi sẵn sàng. Cho tôi là anh không đề nghị rút tôi cũng phải rút thôi. Vừa sợ hãi mà lại vừa phải biết mình bao nhiêu tuổi rồi chứ. Là, bây giờ năm nay là khó coi hơn mỗi lần nữa. Thì còn cái gì nữa mà không đề nghị cho hội rút. Do nhận thức ngũ quẩn giới không mà nhận biết sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì. Do tư duy quán chiếu sáu căn sáu tầng sáu thức chẳng có gì mà biết được hiện tượng hữu vi vốn không. Đấy, học sáu căn sáu tầng sáu thức phải nhận thức cho rõ rằng nó không có gì. Mà khi mà nhận thức được vậy rồi đó, sáu căn sáu tầng sáu thức là cái nguyện chẳng qua là nó tôn nghiêm. Sáu căn nó sao cảnh sao sáu căn là cái đối tượng, cái ảnh hiện của sáu căn. Rồi từ sáu căn sáu căn cái ảnh hiện tác động qua lại mà nó làm cho mình có sáu cái biết, đó là cái thấy biết của ta, cái nghe của ta, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi, cái xúc của thân, cái biết của ý. Thế thì rõ ràng là ba cái thành phần nó cộng lại là 16 món hoàn toàn trống rỗng, không có tự thể, hoàn toàn trống rỗng không có tự thể. Đâu ai tìm cái đó là cái gì à? Không phải tư duy quán chiếu gì vậy? Mà khi mà tư duy quán chiếu như vậy rồi thì nó đi tới cái chỗ là thấy hiện tượng hữu vi pháp không có gì. Cái chữ hữu vi pháp là để ý cho nhau. Đây là cảnh nào, căn nào, cảnh nào, xúc nào, ba cái này thật sự không có gì. Thật sự là trống rỗng, là không Phật, không có Phật, mà có. Trong đời Phật gọi cái có đó là cái có gì vừa. Cái ví dụ không hề có, mà ai cũng thấy có. Cái có gì mộng, gì biết, gì bờ, gì hộ, gì điện, như cảm giác và hành, như tiêu diêm, như cảm như là chân dưới nước, như là bốc trong gương đó. Chẳng qua là căn cảnh sân ra mười đó cũng không có gì. Hiểu được như vậy nó phải được pháp thủ vi không có gì. Các vị học anh thức thì gọi là A Lại Ra. Mà nếu mà các vị nói về cái học ở đây là vũ trụ, đây là bầu vũ trụ. Và nói về những cái phần thì đây là A Lại Ra. Trong này nó chứa
chiếu đại thể là núi, là sông, là đất, tức là núi sông đất liền, là đất liền, là cỏ, là cây, là hoa, là lá, là mặt trời, là mặt trăng, là mặt sao, là dân dân trên cái kia, trên cái cây mọc cái quả cái cỏ cái vân vân, rồi là thổ cẩm, là thổ cẩm, là hạ thú, là động vật thập giả pháp, quá vậy tất cả những cái đó gọi đó là pháp hữu. Điều hữu vi mình hiểu một cái đơn giản là pháp, đó là duyên sanh, đó là duyên sanh, do duyên sanh, do duyên sanh. Nói chắc là mình không có thể là do nhân duyên sanh, cho mình nói là nói gọn hơn là do duyên sanh. Do duyên sanh nghĩa là do có cái này sanh mà cái kia không có sanh, do cái kia có mà cái này có, do cái này có mà cái kia không có. Tôi nói ví dụ như đây gọi là nhãn đường, đây gọi là đại chúng, thì cái từ đại chúng đó là do duyên sanh. Một người không ai gọi là đại chúng, mà do 500 người còn lại gọi là một đại chúng, thì đại chúng này là do như thế, là do 500 cái chỗ gia đình đổ về đây nó có được cái, một cái khung cảnh cho gia đình này. Vậy thì giải đường này có là do duyên sanh, chứ không phải tự nó có ra cái giải đường này được. Cái cảnh quan này nếu là không biết bao nhiêu món thành ra cái quan này, thì cảnh quan này gọi là duyên sanh. Thân của ông này không ai tìm phân tích hết được là cái một viên nào để cho ta, mà nó là cái vật trung trùng duyên khởi. Tại cái thân này là cái thân duyên sanh. Rồi cái bầu vũ trụ hay là cái nó đều rất là còn gọi là cái A La Gia, nó chiếu cả núi cái sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá thổ cầm mã thú động vật thực vật quá vật, tất cả những cái đó đều là pháp duyên sanh. Gọi chung pháp duyên sanh này là pháp hữu, hữu vi tức là do duyên sanh, pháp hữu duyên, hữu vi tức là pháp do duyên sanh. Đấy học vậy đó, học cái này nè, học rồi từ tư duy được quán chiếu, quán chiếu tất cả pháp hữu duyên đều là do duyên sanh. Mà khi mà các vị mà họ biết được đó là duyên sanh rồi đó, nếu mà các vị biết nó mà chưa chưa sanh rồi đó, nếu biết nó là do chưa sanh rồi thì tức là các vị đã thành tựu được phát triển phúc giải dọt, là các vị nhận biết được cái thiền định ha, thiền định như chiều quyển ba ma đề rồi đó. Cái gì là mình nghĩ cho nên cái gì tu trong thiền định như quyển ba ma đề rồi, mà nếu mà chúng ta mà trụ được đó thường xuyên ở trong như quyển ba ma đề rồi, mà cái gì không có cái gì để các vị sợ hãi được. Chúng ta còn sợ hãi là chúng ta chưa đi, chưa đổ trong cái nguyện tâm này. Mà muốn trụ ở trong cái nguyện tâm này là phải nhận thức cho được pháp hữu vi là duyên sanh. Vì đó là duyên sanh cho nên đó không có thật có trong gặp cái nguyện. Mà trụ an trụ trong cái nguyện tâm này tức là chúng ta nhẹ nhõm. Nhìn tài sản thấy nhẹ nhõm, nhìn sự nghiệp thấy nhẹ nhõm, nhìn gia đình thấy nhẹ nhõm, kể cả cái chết cũng nhẹ nhõm. Vì sao vậy? Vì đó là chân lý. Tài thuật vũ gia khi đã hữu tiền của và chết cái đời này, khó giữ lắm, không dễ gì giữ đâu.
người ta cạnh tranh với đất, người ta giành được nhiều đất. Thí dụ cái trường học mà mới lập ra đây, người ta đang cạnh tranh, người ta đang mua ruộng đây. Cho nên là mình mà còn ở trong dục sắc mua sắc giới thì còn đau khổ thôi. Mà ráng mà an trú trong nhiều quyển tâm ma đề. Mà nếu thật sự chưa được chi an trú trong nhiều quyển tâm ma đề liên tục thì mình tu sơ hè ly để cho có hiện lạc. Phải tập tu định để cho ta có hiện lạc. Mà mình đã ở trong định mà xuyên suốt lâu thì mình thành tựu nhiều quyển tâm ma đề thì có ai đạt tới. Mà đó thì hôm nay là coi như là ngày cái đây được rồi. Vậy là lần hai chúng ta còn sinh hoạt phải đây một lần nữa. Vậy chồng rất là quan trọng gì đấy. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị Phật tử, ở trong cái lời giảng của thầy đó là chúng ta có những ngày 24 là ngày cách niên, nhưng mà cách niên này đó là không phải ở tại đây, ở sao hối A, ở từ đi tân nguyên tân ba chỗ địa điểm cũ của thầy ở ngày xưa đó. Nếu quý vị Phật tử ai đồng đi đồng đến để xin ngưỡng thì xin mời quý vị tuần vì sao sẽ đăng ký lấy giấy, bởi vì thầy còn giảm một tuần nữa, thầy mới giờ thầy nghỉ một tháng sau thầy mới giảm lại. A Di Đà Phật, kính thông báo của quý vị Phật tử được rõ. Trong lần tôi